Đồng Nai sẽ thí điểm triển khai ứng dụng chăm sóc sức khỏe người dân. Giá vàng nhẫn tăng chóng mặt, vượt mốc 7,5 triệu đồng một chỉ. Giải ngân vốn đầu tư công các công trình dự án trọng điểm của Đồng Nai đạt hơn 6,3%. Kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 28 năm 2004, chuyên Lương Thế Vinh đoạt 24 huy chương vàng, xếp hạng 6 trên 75 đoàn tham dự. Phóng sự toàn cảnh thi công kè bờ sông Đồng Nai. Ngày 8 tháng 4, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã làm việc với đoàn công tác của Israel về nâng cao chất lượng khám và chữa bệnh chất lượng cao của ngành y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng và đại diện các sở ngành bệnh viện cùng tham dự. Tại buổi làm việc, phía Israel đã giới thiệu về mô hình bệnh viện và ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người dân. Cụ thể, ứng dụng chăm sóc sức khỏe này được cài đặt trên điện thoại thông minh. Thông qua ứng dụng, bệnh nhân sẽ được nhắc nhở về việc sử dụng thuốc đúng giờ và đúng liều lượng. Điều này không chỉ giúp việc điều trị bệnh đạt hiệu quả, mà còn tránh được tình trạng kháng thuốc. Ngoài ra, khi gặp bất cứ vấn đề nào về sức khỏe, bệnh nhân có thể trò chuyện trực tiếp với bác sĩ theo dõi chữa trị của mình. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng đề xuất triển khai thí điểm ứng dụng chăm sóc sức khỏe của Israel tại một số bệnh viện lớn của tỉnh, như Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, từ đó tạo thói quen và sự chuyển biến về ứng dụng công nghệ trong khám chữa bệnh cho người dân. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thống nhất với đề xuất của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Việc triển khai ứng dụng chăm sóc sức khỏe của Israel sẽ thúc đẩy mô hình bác sĩ gia đình. Đây là nền tảng cho việc hợp tác chuyển giao kỹ thuật lâu dài trên lĩnh vực y tế giữa Đồng Nai và Israel trong thời gian tới. Thị trường vàng nhẫn biến động mạnh trong những ngày qua khi giá vàng nhẫn liên tục phá vỡ kỷ lục trong thời gian ngắn. Ghi nhận trong ngày 8 tháng 4, giá nhiều loại nhẫn trơn nữ trang vàng tiếp đà tăng cao, có thời điểm vượt mốc 7,5 triệu đồng một chỉ, tương đương 75 triệu đồng một lượng. Ở chiều bán ra, qua đó tiếp tục lập kỷ lục mới. Mức giá này tăng mạnh tới 1,2 triệu đồng một chỉ, tương đương 12 triệu đồng một lượng so với thời điểm đầu năm. Cụ thể, trưa 8 tháng 4, nhẫn trơn SJC 4 số 9 có giá mua vào 7,28 triệu đồng một chỉ, bán ra 7,42 triệu đồng một chỉ, tăng 100 đến 110 ngàn đồng một chỉ so với chiều hôm qua. Tương tự, giá vàng nhẫn PNG 24K mua vào 7,28 triệu đồng một chỉ, bán ra 7,41 triệu đồng một chỉ, tăng khoảng 100 ngàn đồng một chỉ so với cuối tuần qua. Đặc biệt tại thành phố Biên Hòa, nhẫn tròn 4 số 9 Hưng Thịnh Vương của Doji hiện ở mức giá mua vào 7,375 triệu đồng một chỉ, bán ra ở mức 7,52 triệu đồng một chỉ, tăng gần 90 ngàn đồng một chỉ so với cuối tuần qua. Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 13 tháng 3, tổng nguồn vốn đã giải ngân đối với các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn Đồng Nai là hơn 313 tỷ đồng, đạt 6,33% kế hoạch vốn đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ. Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch đối với các dự án thuộc cấp tỉnh quản lý là hơn 9,1 ngàn tỷ đồng. Trong đó, tổng nguồn vốn bố trí cho các dự án công trình trọng điểm của tỉnh là hơn 4,9 ngàn tỷ đồng, cao hơn năm 2023 là hơn 438 tỷ đồng, chiếm gần 54% số vốn phân bổ chi tiết cho các dự án của tỉnh. Hiện nay, đối với các dự án đang triển khai xây dựng, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn khá tốt. Tuy nhiên, tính chung, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đối với các công trình dự án trọng điểm của tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2024 vẫn còn đạt thấp. Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án công trình trọng điểm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện công tác xây dựng, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, khẩn trương phối hợp với các sở ngành, xử lý những khó khăn vướng mắc. Từ ngày 5 đến 7 tháng 4 tại trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã diễn ra kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 lần thứ 28 năm 2004. Tham dự kỳ thi năm nay có 75 trường trung học phổ thông của khu vực phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên. Trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh tỉnh Đồng Nai có 54 học sinh tham dự cuộc thi với 9 môn thi gồm Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý và Tin học. Kết quả 51 trên 54 em học sinh của trường đoạt huy chương, trong đó có 24 huy chương vàng, 14 huy chương bạc và 13 huy chương đồng. Đặc biệt có hai môn 100% học sinh đoạt huy chương vàng là Địa lý lớp 10 và Hóa học lớp 11. Với kết quả này, trường Trung học phổ thông chuyên Lương Thế Vinh đứng vị trí thứ 6 toàn đoàn trên 75 đoàn tham dự cuộc thi. Kỳ thi Olympic truyền thống 30 tháng 4 là sân chơi trí tuệ hàng năm dành cho học sinh chuyên các lớp 10-11 chuẩn bị đội ngũ cho kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Những ngày này, ven sông Đồng Nai đoạn qua thành phố Biên Hòa là một công trường nhộn nhịp. Xe máy, thiết bị, nhân công được huy động tối đa để đẩy nhanh tiến độ dự án kè chống sạt lở bờ sông.
Đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Gành, bờ phía cù lao Hiệp Hòa, chia thành 3 gói thầu số 6, số 7 và số 8. Từ cầu Rạch Cát đến cầu Hiệp Hòa là công tác giải phóng mặt bằng là được một nửa. Thì chúng tôi đã thi công xong được cọc tròn. Bây giờ đang triển khai cọc ván thì sắp vài ngày tới nữa là sẽ xong hết cọc ván. Giờ mặt bằng đến đâu chúng tôi đánh đến đó. Giờ tiến độ máy móc này nó là đảm bảo để thi công đạt tiến độ. Với chiều dài khoảng 1,8 km, khi hoàn thành, tuyến kè sẽ bảo vệ bờ sông, chống lại các tác động xâm thực của dòng chảy tự nhiên và sóng tàu thuyền. Hiện gói thầu số 6 đã hoàn thành gần 15% giá trị hợp đồng. Các gói số 7 và số 8 lần lượt đạt khoảng 7,5 và hơn 11% khối lượng công việc. Dự án khởi công từ cuối tháng 12 năm 2023 và dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm nay. Hiện tại thì nhà thầu đang thi công cọc nhồi từ đầu tuyến là từ cầu Gây đến cầu Rạch Cát. Hiện tại nhà thầu đang tập trung tất cả các thiết bị thi công ở đây là cho tiến độ nó rất là nhanh. Để về mùa mưa thì thi công rất khó. Hiện tại thì nhà thầu đã tập trung thiết bị rất là nhiều và đi thi công 24/24. Tại khu vực cầu Gành và các di tích lịch sử như chùa Ông, đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, ngoài công tác thi công thì việc đảm bảo an toàn cho các công trình di tích cũng được quan tâm. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, ngoài thi công đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Gành thì hai bên bờ sông Cái đoạn qua Biên Hòa cũng thực hiện kè gia cố bờ sông. Đường ven sông Cái dài gần 4,6 km, nối từ đường Hào Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản, đi qua 5 phường của Biên Hòa, gồm Quyết Thắng, Thống Nhất, Tân Mai, Tam Hiệp và An Bình. Đây là tuyến đường rất được chờ đợi để tăng kết nối, kiến tạo cảnh quan đô thị ven sông Biên Hòa.